Màn hình đầu tiên trên thế giới được chứng nhận 4 sao về độ thoải mái trên mắt, và đó chính là chiếc màn hình. Màn hình Dell UltraSharp U2424H với thiết kế sang trọng và tấm màn lên tới 23,8 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS và tần số quét màn hình lên tới 120Hz. Hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta những thước màu trăng trực và sống động nhất, cho chúng ta trải nghiệm những tựa game, những phần mềm chỉnh sửa phải gọi là mượt mà nhất. Và hơn 5 cổng kết nối, thế thì các bạn còn chần chừ gì mà không đến ngay các cửa hàng Hacom để tậu về cho mình một chiếc màn hình cực kỳ xịn sò như thế này nhé.